Tương quan lực lượng Manchester City vẫn đang cho thấy sức mạnh của nhà đương kim vô địch. Họ trình diễn thứ bóng đá đỉnh cao và toàn thắng ở ngoại hạng Anh mùa giải mới. Tuy nhiều trụ cột gặp chấn thương, nhưng với lực lượng dày cùng khả năng hòa nhập tốt từ các tân binh đã giúp đội chủ sân Etihad không gặp nhiều vấn đề. Với phong độ cao, đẳng cấp vượt trội cùng ưu thế sân nhà, Manchester City sẽ không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Nottingham Forest. Dù vậy, có khả năng trận đấu sẽ có ít bàn thắng. Lý do là bởi nửa xanh thành Manchester đang trải qua hành trình 2 trận mỗi tuần, đòi hỏi sự tập trung cao độ cả về chuyên môn lẫn thể chất. Trong khi đó, ở 5 trận đấu gần đây, Nottingham Forest chơi khá thất thường với 2 thắng, 1 hòa và 2 thua, tính cả trận thua tại Cúp Liên đoàn Anh trước Burnley. Trên sân khách, Nottingham cũng chỉ thắng 1, hòa 1 và để thua 3 sau 5 lần du đấu gần nhất. Quả thực, Nottingham Forest là đối thủ không xứng tầm với Manchester City thời điểm hiện tại. Họ thua kém đội chủ nhà mọi mặt và chỉ có phép màu mới giúp thầy trò huấn luyện viên Steve Cooper có điểm rời Etihad. Còn nhớ, trong chuyến làm khách đến sân Manchester City mùa trước, Nottingham Forest đã thua đậm tới 6 bàn không gỡ. Thống kê đáng chú ý trong 2 trận đối đầu tại ngoại hạng Anh mùa trước, Manchester City thắng 1 và hòa 1 trước Nottingham Forest. Manchester City đang toàn thắng trong 5 trận đấu gần nhất. Manchester City ghi ít nhất 2 bàn tại 4/5 trận đấu gần nhất. Manchester City trung bình ghi 2,8 bàn thắng và nhận 0,6 bàn thua trong 10 trận sân nhà gần nhất. Nottingham Forest trung bình ghi 1,2 bàn thắng và nhận 2 bàn thua trong 10 trận sân khách gần nhất. Manchester City trung bình được hưởng 5,8 quả phạt góc và bị 2,5 quả phạt góc trận trong 10 trận sân nhà gần nhất. Nottingham Forest trung bình được hưởng 4 quả phạt góc.